Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi ngữ pháp. Đầu tiên môn đề 1, câu hỏi số 1. Nihon wa kodomo no kazu ga sukunaku nari jinkou mo hette imasu. Kore wa Nihon totemo okina mondai desu. Nhật Bản ấy thì cái số lượng trẻ em đang giảm đi và dân số cũng giảm. Đây Nhật Bản này là một vấn đề rất là lớn. Ni taishite, ni totte, ni tsuite và ni kanshite. Thì ở đây các bạn thấy đằng sau là một nhận định, đó là vấn đề rất lớn đúng không? Vậy thì chúng ta phải sử dụng ngữ pháp là nitotte. Đối với Nhật Bản thì đây là một vấn đề rất là lớn đúng không nhỉ? Nếu là nitaishite thì nó phải là cái hướng của hành động hoặc là cảm xúc, thái độ tới một đối tượng khác hoặc là sự đối lập. Nitsuite hay là nikanshite thì là về một đối tượng nào đó này, nó sẽ là động từ đằng sau. Câu số 2. Arubaito tenin, cái nhân viên làm thêm ấy, nói như này. Tencho jitsu wa kondo hikkoshi o suru desu. Sore de apato no hoshonin ni natte itadakenai deshou ka? Nói với lại chủ cửa hàng đúng không? Thực ra là tôi sắp chuyển nhà và gì đây nhỉ? Vì vậy ấy, thì ngài có thể làm gì? Ngài có thể làm người hoshonin, là người bảo lãnh cho cái apato, cho cái căn hộ tôi thuê được không? Đấy, làm người đảm bảo. Xong là đằng sau này. Nani nani go mewaku wa okake shimasen no de. Tôi sẽ không gây ra phiền phức gì cả. Và tên chủ nói là a iyo chitomo toto sekaku và keshite. Chitomo đi biết thể nai là hoàn toàn không đúng không? Nhưng mà đây là không hợp lý. Mặc dù đây là thẻ nai thật, thế nhưng mà không hợp lý trong cái trường hợp này. Toto là cuối cùng, sekaku là cất công và keshite là quyết không. Đáp án đúng đây sẽ là đáp án số 4 đúng không nhỉ? Tôi quyết không gây ra phiền phức gì đâu. Keshite nếu là kanji thì nó sẽ là cái chữ quyết. Đây. Đấy. Tiếp theo câu số 3. Kino doa ni kagi o gì đó dekakete shimatte dorobo ni haerareta. Hôm qua chìa khóa này, khóa cửa này ra ngoài và bị trộm vào. Kakenai de có nghĩa là tôi ra ngoài mà không khóa cửa. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số mấy? Đáp án số 1. Không phải là dùng dạng nakute mà phải dùng dạng nai de. V1 nai de V2 có nghĩa là làm V2 mà không V1, chứ không phải là nakute nhá. Tamama là gì nhỉ? Tamama nếu viết như thế này thì là tôi ra ngoài mà cứ khóa cửa nguyên đúng không? Khóa cửa nguyên thì cửa thì không thể nào mà trộm vào được, loại này. Tương tự kakepanashi de cũng tương tự tự như tamama, giữ nguyên trạng thái cũng không đúng. Câu số 4. Nani ka i arubaito ga gì đó to omotte ita to omotte itara senpai ni mise o tetsudatte kurenai ka to tanomareta. Tôi nghĩ là gì đây nhỉ? Tôi nghĩ là rất là muốn có một cái việc làm thêm gì đó tốt. Và tôi đã gì đây nhỉ? Tôi đã nhờ senpai giúp tôi. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xem là mấy đây? Nai daro, nai kana, nai dashi và nai soda. Cái câu này nó thuộc về cái kiến thức thực tế hơn là ngữ pháp. Thì ở đây chúng ta phải chọn đáp án đúng là đáp án số 2. Nai kana diễn tả cái cảm xúc là rất muốn có được cái đó đúng không? Trong trường này là người ta rất muốn có được một cái việc làm thêm tốt nhé. Thì phải dùng đuôi này chứ không được dùng là nai daro, nai dashi hay là nai soda. Đây là câu hỏi mang tính chất thực tế. Câu số 5. Tana, bạn Nakada này, gì đó. Moshiwake arimasen. Bucho wa mousugu modotte ikimasu no de. Xin lỗi. Bucho wa. Bởi vì sao đây? Bởi vì là trưởng phòng sắp gì nhỉ? Trưởng phòng sắp quay về. Sắp về này. Ie, kochira koso o isogashii tokoro o sumimasen. À không. Chính tôi này mới phải xin lỗi bởi vì là đến đây lúc các vị bận rộn như vậy. Vậy thì ở đây là động từ đợi thì sẽ phải là xin lỗi đã gì đây nhỉ? Đã bắt anh phải đợi đúng không? Đấy. Vậy thì sẽ chia như nào? Một là matarete là thể bị động. Sai, ở đây không phải thể bị động. Matasedarete là thể gì nhỉ? Thể bị động sai khiến, bị bắt cũng không đúng. Đoạn số 3 là
omatase shite là dạng khiêm nhường ngữ của động từ matasemas, đúng không? Mataseru có nghĩa là bắt ai đó, làm ai đó phải đợi. Đáp án đúng của ta sẽ là 3 nhé. Xin lỗi vì làm anh phải đợi này. Omachi shite là gì đây? Là dạng động từ thường của machimas là đợi. Sai đúng không? Nếu vậy, nếu như này thì là tôi đợi, xin lỗi. Sai, phải là tôi bắt anh phải đợi, tôi làm anh phải đợi thì tôi xin lỗi. Câu số 6. Iede ở nhà này, otto chồng nói là nodo ga kawaita. Chồng bảo là khát quá, vợ nói là biru ga gì đó kedo nomu. Bia nhá, có uống không? Ine, được. Các bạn thấy đây là trợ từ ga. Vậy thì phải dùng cái gì? Thứ nhất, hiyashite iru. Hiyasu là tha động từ, do vậy là nếu mà để như này thì phải trợ từ o. Vậy thì loại 1 này. Tương tự teo cự cũng phải dùng trợ từ o. Teoita cũng phải dùng trợ từ o. Vậy thì đây đúng ở đây là đáp án số 4. Hiyashite ai? Hiyashite aru có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là làm lạnh, đúng nhỉ? Trạng thái làm lạnh rồi. Khi đấy nó biến thành trạng thái thì sẽ đi với trợ từ ga. Bia, có bia làm lạnh rồi đấy. Có uống không? Câu số 7. Ở nhà ăn này, khách nói là nani ka osusume no ryōri wa arimasu ka? Có cái món nào muốn muốn đề xuất cho tôi không? Mise no hito, người trong cửa hàng. Ja, kore desu ne. Kono sakana wa kono chihō torenai desu yo. Vậy thì cái món này nhỉ, cái loài cá này ấy, torenai. Các bạn thấy đây là torenai là thể phủ định đúng nhỉ? Vậy thì chắc chắn là món cá này ý người ta là chỉ có ở đây mới có, vậy thì nó phải đi với shika. Đấy. Như vậy đáp án đúng của ta sẽ phải là đáp án số mấy đây? Đáp án số 1 nhá. Những cái đáp án còn lại không có shika thì nó biến thành phủ định mất rồi thì không được. Dakede nara này, dakara koso hay là datoyu koto de đều không hợp lý. Có nghĩa là cái món cá này ấy thì chỉ có thể bắt được ở chỉ cái vùng này thôi. Đấy, ở đây người ta dùng hai lần nhấn mạnh. Thứ nhất là shika cộng với nai là chỉ có thể bắt được, lại thêm đà kê đằng sau chi hồ có nghĩa là chỉ tại vùng này. Chứng tỏ là cái loài cá này rất là hiếm và rất là ngon đấy. Câu số 8. Keitai denwa de Haruko. Haruko nói là Tanaka osoi janai? Ima doko? Tanaka, cậu gì nhỉ? Cậu muộn à? Bây giờ cậu đang ở đâu? Gomen, ima gì đó kara mochotto mattete. Bây giờ vì tớ sao đấy này, nên cậu đợi tớ một chút. Bởi vì chúng ta thấy có ima thì chắc chắn phải là gì nhỉ? Đáp án đúng sẽ là 3 đúng không? Mukatte iru tokoro da. Ngữ pháp te iru cộng tokoro da có nghĩa là đang làm gì đó đúng không? Bởi vì bây giờ tớ đang hướng đến chỗ cậu, do vậy là cậu đợi tớ thêm. Không thể làm temoi là câu gì nhỉ? Bảo là hướng đến cũng được này. Đấy. Hay là chắc chắn là đang hướng đến, phán đoán sai nhá. Hay là đây là rashi là có vẻ như là sẽ hướng đến, sẽ tiến đến cũng sai. Câu số 9. Jiko okoshita kuruma wa mae no kuruma o gì đó toshite hantai kara kuru kuruma to butsukatta sou da. Nghe nói là cái ô tô nó đã gây tai nạn ấy. Nó gì đây? Nó cái xe đứng trước. Đây chúng ta thấy có cái từ toshite. Vậy ngữ pháp của chúng ta sẽ là ngữ pháp gì nhỉ? Yotosuru là cố gắng. Vậy thì đáp án ở đây phải là đáp án số 1. Xin lỗi, đáp án số 2. Oinuko. Oinuku là vượt đúng nhỉ? Cái xe gây tai nạn ấy, nó cố gắng vượt cái xe đằng trước và nó đã đâm vào cái xe ô tô đến từ phía đối diện. Sẽ không đi với những thẻ như thẻ Veru này, V-tai hay là VT nhé, mà phải đi với lại V ý chí. Câu số 10. Nihon ni iru gì đó zehi Fujisan ni nobotte mitai. Ở Nhật tôi rất là muốn leo núi Phú Sĩ. Aida tokoro ni made và uchi. Thực ra cái câu này nó bị thiếu mất cái trợ từ ni đằng sau này. Thì chắc chắn là nếu mà cho thêm thì các bạn sẽ chọn được đúng ngay đúng không? Thế nhưng mà nó hơi bị lỗi một chút. Cho nên là chắc có bạn sẽ nghĩ đúng nhỉ? Uchi ni có nghĩa là tranh thủ lúc còn ở Nhật thì tôi muốn leo núi Phú Sĩ. Câu này chúng ta rất là quen rồi. Aida là trong khoảng thời gian A,
thì cái B cũng kéo dài như vậy. Đây không phải. Tokoro ni là gì nhỉ? Vào lúc này, không phải. Mà D là đến khi. Câu 11. Yamanaka-san wa watashi no atarashii shigoto no hanashi ni wa zenzen kyoumi ga gì đó datta no de wadai o kaeta. Nasaso, nai koto, nai tsumori và nai mono. Yamanaka-san e gì đấy nhá, vì này hoàn toàn hứng thú. Ở đây các bạn thấy có cái động từ là động từ nai đúng nhỉ? Thể nai của động từ arimasu là có đấy, thì biến thành này không có. Bạn này bạn ấy không có hứng thú, hoàn toàn không có hứng thú với câu chuyện của tôi, câu chuyện công việc mới của tôi, cho nên là bạn ấy đã đổi cái chủ đề. À, cho nên là tôi đã đổi chủ đề câu chuyện. Nasaso có vẻ như không có hứng thú, phán đoán này. Chính xác đúng không? Naikoto vô nghĩa nhá, không có cái kyomi ga naikoto datta, cái việc không có hứng thú không phải. Naitsumori là dự định không có hứng thú, không có. Naimono cái thứ không có hứng thú là sai. Đúng phải là số 1. Nasaso là có vẻ như không hứng thú. Đối với lại gì nhỉ? Đối với lại tính từ đuôi, à xin lỗi, đối với động từ dạng phủ định hoặc là cái động từ, cái tính từ i hay là yoi ấy, chúng ta sẽ là yosaso hoặc là nasaso, có vẻ không. Câu số 12. Watashi tachi no gakkō de wa mai toshi haru ni undōkai o gì đó dainen mo gogatsu ni okonau yotei desu. Ở trường của tôi ấy, hàng năm vào mùa xuân nhá, họ hội thi vận động, cuộc thi vận động này, cuộc thi thể thao. Ở đây chúng ta thấy là năm nào cũng thế đúng không? Vậy thì đây sẽ là thành thông lệ. Vậy thì chúng ta sẽ loại được ra số 1 là tsumori deshita đúng nhỉ? Là quá khứ. Tương tự 4 là suru tokoro là sắp là sai. 2 là gì? Suru hodo de wa arimasen, không phải đến mức cũng sai luôn. Đúng ở đây phải là 3. Suru koto ni natte imasu, một sự việc được ai đó quyết định thành thông lệ, thành thói quen. Đấy, trường của tôi thì năm nào vào mùa xuân cũng tổ chức cái cuộc thi thể thao và năm nay cũng dự định sẽ tiến hành vào tháng 5. Câu 13. Minasan mo gì đó ga tōsha wa Minamiyama ni atarashii shite o tsukuru keikaku ga arimasu. Sore de minasan ni mo go kyōryoku itadaku koto ga aru to omoimasu ga yoroshiku onegai shimasu. Ở công ty mọi người mo à, vậy thì mọi người, tôi nghĩ là mọi người đã biết rồi, vậy sẽ là số 1 đúng nhỉ? Gozonji datto omoimasu nhá. Đấy, tôi biết là mọi người cũng đã biết cái điều này rồi, nhưng mà công ty mình ấy có kế hoạch là sẽ mở chi nhánh mới ở Minamiyama. Vì vậy, tôi rất là muốn gì đấy, mọi người hợp tác đúng nhỉ? Không phải là mo, không phải là zonji agete imasu, zonji masu hay là zonji te imasu là các đoạn gây nhiễu. Khi mà muốn nói người khác biết thì phải dùng dạng là gozonji desu đúng nhỉ? Tiếp theo là bài dấu sao. Câu 14. Jibun ga hito ni gì đấy, yoku haha ni chui sareta koto saretaku nai shite wa ikenai to. Bản thân này, hito ni này, được mẹ tôi chú ý. Vậy thì phải là nội dung mẹ chú ý là gì? Vậy chắc chắn là đằng trước đấy sẽ phải là từ to. Vậy các bạn sẽ cho 4 sẽ ngay trước đây. Vậy trước tô sẽ là gì đây? Trước tô sẽ là nội dung làm hay là không được làm, thì ở đây sẽ phải là 3. Shite wa ikenai. Đấy. Vậy tiếp theo, không được làm, vậy thì phải là không được làm cái điều gì đúng không? Vậy sẽ là 1. Koto. Và trước 1 thì sẽ là số 2 đúng không nhỉ? Sareta kunai. Thứ tự đúng là 2, 1, 3, 4. Các bạn khoanh đáp án số 2. Vậy câu này có nghĩa là gì? À, tôi thường được mẹ tôi nhắc nhở là nhá. Đấy. Jibun, bản thân tôi, bản thân mình ấy, bản thân tôi ấy, không được làm những cái việc mà tôi không muốn bị người khác làm như thế với tôi. Đấy. Chẳng hạn như là tôi không muốn bị người khác bắt nạt, thì tôi cũng không được làm cái việc bắt nạt đấy. Câu số 15. Gaikoku go wa sono kotoba ga gì đó toyu to itsumo so to wa ienai no dewa nai deshou ka. Jouzu ni naru
Hanasareteiru ka kunie ikeba. Ngoại ngữ này, cái tiếng đó Toyuto nhắc đến này, chẳng phải là gì nhờ? Không phải có lúc nào cũng nói được như thế hay sao? Thừa đây các bạn thấy có Toyuto thì chắc chắn đây phải là ka. Tức là khi mà nhắc đến cái chủ đề đó sẽ có ba ở đây nhá. Tiếp theo, sono kotoba ga đang là để gì đây? Đang để trợ từ ga. Đấy. Vậy đằng sau trợ từ ga này sẽ phải là những cái gì đi với ga? Thì trong ở đây ấy chắc chắn là phải là mấy? Phải là hai. Tức là cái thứ tiếng đấy được nói đúng không? Hai là hana sareteiru. Đằng sau đây phải là gì nhỉ? Đằng sau đây phải là ngữ pháp hoặc là danh từ. Ở đây chỉ có thể là bốn, là danh từ kuni. Kuni e ikeba. Và đương nhiên còn lại sẽ là một. Jōzu ni naru. Là thứ tự đúng 2, 4, 1, 3. Các bạn sẽ khoanh được đáp án đúng là đáp án số 1. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Nếu mà nhắc đến cái việc gọi là ấy, cái tiếng nước ngoài, thì nếu mà đi đến gì nhỉ? Nếu mà đi đến cái nước mà thứ tiếng đó được nói thì sẽ trở nên giỏi. Thì chẳng phải là không phải lúc nào cũng khẳng định được điều đó như hay sao? Tức là không phải là cứ nói là gì đấy, đến đi nước ngoài là có thể nói được cái tiếng nước đó. Nói như vậy là không phải nhá. Câu số 16. Jibun ga hontou ni gì đó koto ga dekiru hito wa sukunai to omoimasu. Shigoto ni koto o suru yaritai. Các bạn thấy có đây là koto ga dekiru hito đúng nhỉ? Hontou ni thực sự. Vậy thì phải là thực sự gì? Thực sự muốn làm đúng nhỉ? Vậy thì đằng sau đây sẽ phải là 4, yaritai. Đấy. Vậy thì đằng sau yaritai đang là thể thường thì nó phải là danh từ hoặc là gì nhỉ? Hoặc là ngữ pháp. Ở đây không có ngữ pháp nào hết, vậy thì phải là danh từ. Nhưng ở đây chúng ta có hai danh từ là shigoto và koto. Vậy chúng ta phải thử tiếp. Ví dụ các bạn thấy có đây là koto ga dekiru. Vậy thì trước koto này phải là gì? Phải là danh từ nối, có no hoặc là thể thường. Vậy ở đây yaritai đã cho đây rồi, vậy thì đằng trước này bắt buộc phải là 3, là suru. Đó. Vậy chúng ta cố định được 4 và 3 rồi. Vậy thì bây giờ còn 1 với lại 2 nữa thì chúng ta sẽ xếp như thế nào? Sẽ có hai khả năng các bạn thử. Chẳng hạn như các bạn sẽ cho 1 là shigoto vào đây nhá. Đấy. Và các bạn cho 2 vào đây. Koto vào đây. Thì nó sẽ rất là vô nghĩa, đúng không? Nó sẽ thành này, cái người có thể làm cái việc, thành công việc muốn làm thực sự, nó rất là okashi. Vậy thì chắc chắn là thứ tự của chúng ta không phải là vậy. Chúng ta sẽ phải cho gì nhỉ? Chúng ta phải cho 2 trước. Và đằng sau là 1, 4, 2, 1, 3 thì đúng. Có nghĩa là ấy, cái người mà có thể gì nhỉ? Có thể làm cho những cái điều mà bản thân thực sự muốn làm trở thành công việc ấy. Đấy, thì tôi nghĩ rất là ít. Tức là sao? Ví dụ như là một người thích một người chẳng hạn như là một người thích thể thao chẳng hạn. Đấy, là một cái sở thích thì đơn giản, thế nhưng mà để nó thành một cái công việc chuyên nghiệp ấy thì lại không hề đơn giản tí nào. Đấy, ý là cái việc mà có thể biến những cái điều mà muốn làm thành cái công việc thì là ít người có thể làm được. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 1. Shigoto ni. Tiếp theo câu số 17. Tama ni wa nichijō sekatsu kara miru koto mo taisetsu na no dewa nai de shou ka. Thỉnh thoảng ấy, chẳng phải là nhá, cái điều mà miru đây chắc chắn phải là te miru, thử đúng không? Thử đây có hai động từ thể te là hanarete và shite. Đấy. Có thể ghép với miru này, nhưng mà các bạn để ý là nichijō sekatsu kara, khỏi cái đời sống bình thường. Vậy thì chắc chắn là đằng sau đây phải là số 2. Xa rời. Hanarete. Đấy, chúng ta đã cho vào đây. Vậy thì đương nhiên là 2 mà đã cho vào đây rồi thì 3 sẽ phải cho trước miru đúng không? 3 là shite, thử làm. Vậy thử làm điều gì thì đằng trước phải là trợ từ o. Vậy thì sẽ có 4 trước. Nado. Và đương nhiên là số 1 là Dioko.
Đúng nhờ. Đấy. Thứ tự đúng là như thế này nhá. Câu này có nghĩa là gì nhờ? À, thỉnh thoảng ấy. Thì cái điều như đấy, cái điều sau đây cũng rất quan trọng, đó là gọi là xa rời cái cuộc sống thường nhật một chút và thử làm những cái việc chẳng hạn như là đi du lịch. Đấy. Chúng ta sẽ có đáp án số 4 là đáp án chính xác. Nado. Tiếp theo câu số 18, câu cuối cùng của phần dấu sao. Musuko-san Amerika kara kaette irasatta so desu ne. Con trai cậu thì nghe nói là từ Mỹ trở về rồi à. So nan desu. Musuko ga ryugaku gì đó in desu kedo. Tochu de kaette kite shimattan desu. Ừ đúng rồi, con trai tớ này du học này, nó về giữa chừng. Saseta shitai kara to yu. Thì câu này chúng ta sẽ dịch một cách rất là đơn giản, bởi vì con trai tớ nó nói là nó muốn đi du học đúng không, thì chúng ta sẽ có hai là shitai, xong đằng sau là gì nhỉ, bốn đấy, to yu nó nói là nó muốn nhá, ba là kara, và cuối cùng là một saseta, có nghĩa là mình cho nó làm điều đấy, bởi vì con trai tớ nó nói là nó muốn đi du học cho nên là tớ đã cho nó đi, nhưng mà nó lại bỏ giữa chừng. Thứ tự đúng của chúng ta sẽ là 2 4 3 1 và khoanh đáp án số 3. Kara. Tiếp theo bài ngữ pháp trong đoạn văn. Tên bài là gì nhỉ? Gohan Daisu. Đây. Cơm hay là cũng là cơm đấy. Ika no bunshō wa ryugakusei ga kaita sakubun de aru. Đoạn văn dưới đây ấy là một đoạn văn mà do một du học sinh viết. Watashi wa katakana go ga nigate desu. Tôi rất là kém cái chữ katakana. Nihongo ga chan to atte, wazawaza katakana go o tsukau hitsuyo wa nai no ni. Doushite Nihonjin wa katakana go o yoku jirou ka? À, có cái từ tiếng Nhật hẳn hoi rồi. Đấy. Và không cần thiết phải sử dụng, mà mất công sử dụng katakana. Ấy vậy mà tại sao người Nhật lại sử dụng katakana? Vậy câu 19 sẽ phải điền cái gì? Tsukaimasu, tsukau no desho, tsukatte mo ii desu, tsukaitai desu. Chúng ta loại được 3 bởi vì là đây là câu gì đấy? Nếu mà dùng 3 ấy thì thành câu xin phép, đúng nhỉ? Cho sử dụng có được không? Số 4 là tôi muốn sử dụng là sai nhá. Đây phải là gì nhỉ? Người ta đang hỏi. Thì khi mà người ta đưa ra câu hỏi phải dùng số 2. Tsukau no desho. Đấy. Tại sao người Nhật lại sử dụng nhỉ? Người ta đưa ra cái câu hỏi no desho ka được dùng để tự hỏi và đưa ra trình bày cái vấn đề mình thắc mắc. Còn một ấy, tsukaimasu, nếu biến thành tsukatemasu, tại sao người Nhật lại đang sử dụng thì đúng, nhưng mà nếu mà viết như này thì tại sao người Nhật sẽ sử dụng là sai, không hợp lý. Đấy, tại sao người Nhật lại sử dụng nhỉ? Tatoeba, gohan という言葉があるのに、ライスと言ったりもします。Ví dụ như là có cái từ gọi là gohan là cơm rồi, vậy mà có người họ lại nói là dùng cái từ daisu. Katakana go wa motomoto no hatsuon to chigau mono mo okute, totemo wakari nikui desu. Cái từ katakana ấy thì nó gì đấy, có rất là nhiều trường hợp nó khác phát âm, nó khác cái phát âm với cái từ gốc ban đầu và rất là khó hiểu. Mochiron katakana go ga aru no de tasukaru と言っているクラスの友達もいますが、困っている人の方が多いと思います。Đương nhiên là cũng có những người bạn trong lớp tôi nói là bởi vì có chữ katakana cho nên là giúp đỡ các bạn ấy rất là nhiều. Thế nhưng mà tôi nghĩ ấy, cái người mà gặp khó khăn với nó còn nhiều hơn. Watashi wa katakana go ni komatteru hito wa Nihongo o benkyou shiteru watashi tachi no yona gaikokujin bakari da to saikin made zutto. Tôi ấy, số 20 sẽ phải điền cái gì đấy này. Cái người mà đang gặp khó khăn, gặp rắc rối với những cái từ katakana ấy thì sao? Thì gần đây này, đến gần đây gì đấy nhá. Chỉ toàn là người nước ngoài như tôi đang học tiếng Nhật.
Số 20 các bạn thấy có là omoimasu, omogaremasu, omotteimasu và omotteimashita. Ở đây đáp án đúng phải là mấy đây? Phải là số 4. Ở đây các bạn thấy có dự tộ là luôn luôn thì đằng sau phải dùng dạng tiếp diễn là teiru hoặc là teita, không dùng dạng bị động hay là dùng dạng bình thường omoimasu. Và ở đây người ta chọn thời điểm là gì nhỉ? Saikin made. Đấy, tức là đến cho đến gần đây, bây giờ người ta đã thay đổi suy nghĩ rồi nhá. Do vậy chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 4. Omotteimashita là người ta đã luôn luôn suy nghĩ điều này trong quá khứ, bây giờ đã thay đổi. Nếu như bỏ cái từ saikin made đi ấy, bây giờ vẫn nghĩ vậy thì phải chọn 3. Tokoro ga aru chousa gaikokujin dake de naku nihonjin mo rikai dekinakute komaru katakana go ga takusan aru toyukoto ga wakarimashita. Thế nhưng cuộc điều tra 21 sẽ phải điền cái gì? Nioru to, nisuru to, nioku to, nitsuku to. À, aru chousa theo một cuộc điều tra đúng không? Thì phải là nioru to. Đáp án số 1. Theo một cuộc điều tra nọ ấy thì sao? Thì tôi đã hiểu ra được một điều, đấy là gì nhỉ? Đấy là không chỉ người nước ngoài mà ngay cả người Nhật ấy cũng không hiểu và gặp rắc rối với lại katakana, có rất là nhiều từ katakana như thế. Toku ni 60 dai ijō no hito ni wa rikai dekinai kotoba ga oi no da sō desu. Đặc biệt nghe nói là có rất là nhiều từ mà gì nhỉ? Mà những cái người ở độ tuổi từ 60 trở lên ấy họ không thể nào mà họ hiểu được. Mukashi kara tsukawareteiru kotoba wa gì đó ga saikin yoku tsukawareru yō ni natte kita kotoba ni komatteiru toyukoto desu. Nghe nói là ấy, những cái từ mà được sử dụng từ ngày xưa thì làm sao đấy nhá. Thế nhưng mà họ đang gặp rắc rối với những từ mà gì đây nhỉ? Gần đây mới được sử dụng. Đấy, những cái từ mà phát sinh mới ấy. Vậy thì số 22 phải điền cái gì? Nó phải là một cái diễn tả sự đối nghịch, đúng không? Ở đây các bạn thấy là gần đây này thì gặp rắc rối, ngày xưa thì phải là ngày xưa thì không có vấn đề gì đúng không nhỉ? Vậy thì bây giờ các bạn sẽ xem cái ý nào là như vậy. Komarimasu là rắc rối là sai. Ino desu là tốt, được, không có vấn đề gì. Đáp án đúng là 2. Mochiron desu là đương nhiên, không phải. Ikemasen là không được, cũng sai. Tức là những cái từ mà ngày xưa sử dụng ấy thì họ hiểu đấy, thì không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà sao? Thế nhưng mà những cái từ gần đây ấy thì người ta không biết, người ta gặp rắc rối với nó nhá. Mukashi kara tsukawareteiru kotoba de dono seidai ni mo rikai do ga takai mono wa betsu toshite saikin no chotto kakko yoku kikoeru kara という理由 de tsukawareru katakana go wa jiro nihongo de hyogen shite hoshii to omoimasu. À, gì đây nhỉ? Những cái thứ ấy, đấy. Những cái thứ mà gì đấy? Những cái từ mà được sử dụng từ ngày xưa nhá. Đấy. Và những cái thứ mà có cái độ gì nhỉ? Rikai độ, có cái sự thấu hiểu, có cái độ hiểu của mọi người ở bất kỳ mọi thời đại nào thì là một cái chuyện khác. Thế nhưng mà ấy, những cái từ katakana được sử dụng với lý do gọi là bởi vì sao? Bởi vì nghe nó kakoyoku, bởi vì nghe nó cool, nghe nó ngầu. Đấy, của gần đây ấy thì tôi muốn mọi người hãy biểu hiện bằng tiếng Nhật. Số 23 phải điền cái từ gì? Tatoe moshikashitara narubeku và tsui ni. Các bạn có từ tatoe sẽ đi với temo loại, moshikashitara đi với gì nhỉ? Đi với lại kamoshirenai cũng loại, narubeku đi với lại thể ý chí. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là 3, bởi vì chúng ta thấy đuôi người ta kết thúc bằng gì đấy? Đuôi người ta kết thúc bằng Tehoshi đúng không? Đây. Hyogen shite hoshi này. Tôi rất là muốn mọi người biểu hiện dùng bằng tiếng Nhật nhá. Tsui ni là cuối cùng, sai. Đáp án đúng đây sẽ phải là narubeku. Thì cái câu cuối người ta bảo là những cái từ mà ai cũng hiểu thì dùng katakana cũng được. Thế nhưng mà những cái từ mới gần đây ấy, dùng với cái lý do bảo là dùng như vậy thì nó nghe nó ngầu, thì tôi muốn mọi người dùng
Cố gắng là dùng bằng gì nhỉ? Dùng bằng từ tiếng Nhật chứ đừng có dùng katakana. Thì đó là cái nội dung bài này của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã chữa xong cái đề thi ngữ pháp này. Các bạn hãy xem kỹ video để rút ra cái kinh nghiệm làm bài cho bản thân. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.